Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Ba Đô Official ha. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị và các bạn về vệ sinh cái hộp từ, cũng có thể là trong quá trình làm thì chúng ta có thể là thay thế một số cái linh kiện, một cái phố từ, hoặc là thay những cái trục đảo từ ở trong cái bộ phận từ. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta phải biết cách chúng ta tháo ra và chúng ta lắp lại một cách chính xác. Nào, bây giờ chúng ta cùng theo dõi. Trước tiên thì các anh chị kiếm một cái miếng gỗ ha, chúng ta kê phía trước cái chỗ trục từ nè. Chúng ta sẽ kê phía trước như thế này. Để mục đích là cái hộp từ sau khi mình mở cái hopper mật ra thì nó sẽ không bị ngã xuống. Tại vì trong cấu tạo của nguyên, đây là gọi là cụm từ, thì trong cái cấu tạo của cụm từ thì nó chia ra làm hai bộ phận rõ rệt. Đó là thứ nhất là cái hopper mật, và dưới đây là cái bộ phận chứa mật và tất cả các cái trục đảo từ. Thì bây giờ mình sẽ mở cái hopper mật này bỏ qua một bên, tại vì mình chỉ can thiệp vào trong cái hộp từ thôi. Thì bên mở hopper mật thì phía trên của nó hopper mật ở đây, các anh chị sẽ thấy đây là nó có hai cái con ốc, thì chúng ta sẽ mở ha, mở hai ốc ra. Chúng ta kiếm một cái đồ đựng để cho nó khỏi vương vãi tùm lum. Đây, khi mình mở ra, đây là cái bộ phận của cái hopper mật. Thì cái bộ phận của cái hopper mật á, thì ở đây nó có cái gọi là cái lưới mật, hoặc là gọi là cái thước mật ha. Tức là trong cái này nó có một cái miếng sắt, thì nó, các anh chị nhìn rõ, nó sẽ có tất cả các lỗ nhỏ li ti ha. Nó có một dãy lỗ nhỏ thế này nè. Đó, mục đích là khi mà cái trục này nè, đây nè, cái trục này mà nó quay, thì trong cái bộ phận mà cái bộ phận đóng mở để quay cái này á, thì nó sẽ ví dụ như chạy khoảng 10 tờ 15 tờ gì đó, thì nó sẽ cái bộ phận motor đó sẽ đóng và nó sẽ quay cái hộp từ, quay cái trục này. Thì cái trục này khi đó là cái mực nó sẽ xịt xuống cái hộp, xuống cái bộ phận từ này ha. Mực nó sẽ cấp cho cái bộ phận từ, thì cái bộ phận từ sau đó nó có trách nhiệm là nó sẽ trộn mực đều trong cả từ, và nó đưa ra cái trục từ đây ha. Nó đưa ra cái trục từ đây, và sau đó là cái rum nó sẽ hút mực từ trong cái này ha. Nó hút phần mực thôi, từ trong này nó sẽ ghi hình lên cái rum, và nó ghi hình lên giấy ha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái bộ phận này ra. Thì để làm cho khỏi đổ thì mình sử dụng cái bịch ni lông để mình cột cái này lại ha, mình vệ sinh sạch sẽ mình cột lại, mục đích là để khỏi nó khỏi đổ ra ngoài nè. Trong này nó còn mực nha, trong này nó còn mực. Thật ra ví dụ như các anh chị và các bạn mà nó chạy hết mực á, thì như mà trong này nè, nó vẫn còn chạy khoảng được khoảng 300 bảng thì nó mới hết mực hẳn ở trong đây. Rồi thì ở trên đây, ở trên ngay chỗ cái giá đỡ của cái cụm từ này, thì các anh chị sẽ rút cái phần làm mát từ ra này, một phần này nè. Đây cái lưới này, mục đích cái lưới này là nó thông nha, nó có một miếng xốp để nó vẫn thông. Tại trong quá trình từ nó đảo thì sáng sẽ có không khí, rồi nó sẽ thông đây nè. Mục đích cái này cũng có, nó làm mát nè, mát máy, một mát cái cụm từ này. Tại khi các anh chị và các bạn biết là khi mà cái cụm từ á, mà nó chạy, thì ở phía trên đây nè, ở trong cái máy á, phía trên máy nó sẽ có hai cái quạt, nó sẽ quạt làm mát cái bộ từ này. Bây giờ chúng ta sẽ để qua. Nếu các anh chị ấy thì các anh chị sử dụng cái máy thổi bụi, các anh chị thổi bụi này đây ha. Chúng ta sẽ để qua. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ đổ từ ra. Thì để đổ từ ra được thì các anh chị kiếm một cái miếng giấy ha. Miếng giấy hoặc là miếng gì đó bịch, thì ở đây mình sử dụng cái miếng giấy này. Mình sẽ sử dụng cái miếng giấy này. Mình để cái hộp từ vào trong đây ha, mình để cái hộp từ vào trong đây. Sau đó các anh chị nè, chúng ta sẽ đổ ra ha. Chúng ta sẽ đổ ra. Đó, chúng ta đổ ra. Và sau đó chúng ta sẽ dùng cái cây chúng ta gõ nhẹ nhẹ để cho mực nó đổ. Đây.
chúng ta gõ là mực nó sẽ từ nó sẽ đổ ra. Chúng ta gõ xong ha, bây giờ chúng ta sẽ để này qua bên này, các anh chị để qua bên nha, tại vì cái này chậm nữa chúng ta sẽ rây luôn, sẽ rây xong chúng ta làm bỏ qua bên cho nó gọn như thế này. Và ở đây nó có hai con ốc để nó cố định cái siêu từ, thì do đó mình sẽ mở cái siêu từ ra. Ở đây nó có hai ốc nha, mở hai cái ốc ở trong siêu từ ra nè. Nhưng mình sẽ ngồi lại quay lại vậy cho các bạn dễ thấy chứ. Đây. Chúng ta sẽ mở hai con ốc trong siêu từ ra cái đã trước. Chúng ta lấy cái siêu từ ra. Thì cái siêu từ này phía bên hông này nó có hai cái nắp để nó ép vào trong đây, thì chúng ta lấy tay chúng ta nảy nhẹ ra, chúng ta lại nhẹ ra thôi, lại nhẹ thế này nè đó. Chúng ta lấy một bên ra và sau đó chúng ta sẽ lấy cái bên thứ hai ra. Đây gọi là cái siêu từ à, đây gọi là cái siêu từ. Rồi sau đó chúng ta sẽ mở cái thước từ, cái này gọi là bộ phận cái thước từ, nó có ba ốc đây. Rồi sau đó các anh chị đẩy hết cái thước từ xuống và chúng ta sẽ xoay. Chúng ta mục đích để xoay cho cái từ nó rớt hết xuống đây nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta đổ những cái từ nó còn dư lại trong này, chúng ta đi gõ ra. Rồi sau đó các anh chị và các bạn lấy cái thước từ ra luôn. Đây là cái thước từ nha, đây là cái gọi là cái thước từ. Chúng ta để qua một bên. Rồi bây giờ chúng ta quan xử lý cái này, bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái từ này trước. Bây giờ chúng ta sẽ rây từ trước để sau đó chúng ta sẽ bỏ qua một bên cho nó gọn. Đối với cái rây từ á, thì các anh chị là khi đối với đi lựa cái lựa chọn mà cái đồ rây từ á, thì các anh chị lựa những cái đồ cái này là gọi là đồ nghiền cháo cho em, nhưng mà càng mịn càng tốt. Ở đây mình có hai loại ha, một loại này mình đi kiếm lúc trước thôi, như là người ta nói là cái này là mịn mịn nhất rồi, nhưng mà thật ra cái này nó còn lỗ, nó còn rất là bự, không có ấy được. Nhưng mà cái này nè, lỗ rất là mịn ha. Thì mình không biết cái lỗ này là lỗ gì, nhưng mà đây các anh chị cứ ra tìm sao mà cái lỗ càng mịn, nó người ta là càng mịn, tức là đồ nghiền cháo cho em mà càng mịn càng tốt, hoặc là các vật dụng nào có thể là cái lỗ này nó nhỏ, thật là nhỏ, để cho cái mình ra từ cho nó tốt thôi. Rồi bây giờ mình đổ vô mình thì mình kiếm một cái gì đó, cái bịch đó để mình ra từ ha. Đây mình sẽ sử dụng cái bịch này để mình rây chập nữa mình đổ vô. Đây các anh chị cầm cái này nè, các anh chị đổ vào, đổ từng ít và chúng ta sẽ rây. Chúng ta nếu mà ấy chúng ta sẽ lắc nhẹ vậy nè. Đó. Chúng ta lắc nhẹ vậy. Trong đây các anh chị thấy trong đây là những cái từ nó đóng cục không? Rồi chúng ta bỏ này đi.
Nếu mà trong quá trình mà ray từ mà các anh chị mà dùng cái lưới to quá thì thứ nhất là nó sẽ không có hết được những cái cục đóng nhỏ ở trong từ, thì sau đó khi anh chị ráp vào á, các anh chị ráp vào, các anh chị chạy á, thì nó sẽ bị những cái đốm trắng 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 trắng. Lý do những cái cục đó nó còn đóng cục á, thì khi đó khi nó chạy qua thì nó sẽ bị cái từ á, nó hút nó đẩy lên á, cái từ hút nó đẩy lên á, thì nó làm cho cái bản chụp của mình nó có những cái đốm trắng 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 á. Thì do đó là cái từ chúng ta ray chưa có kỹ ha, do đó chúng ta phải ray hết sức kỹ và kìm tìm những cái loại này cho nó mịn, thật là mịn ta. Rồi sau khi chúng ta ray từ xong thì các anh chị để qua một bên, chúng ta không, bây giờ chúng ta không quan tâm tới từ đủ hay từ thiếu, lát nữa chúng ta sẽ tính. Bây giờ chúng ta sẽ cột cái bịch miệng này ha, để chắc chắn sao khỏi vơi đổ thôi. Thì chúng ta để qua một bên. Rồi bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ xử lý cái cụm chứa từ đây. Giờ đây mình kê thế này. Thứ nhất, đầu tiên các anh chị sẽ mở hai con ốc trên này ra, hai con ốc chứa cái bộ phận để giữ cái tụm từ trong máy. Chúng ta sẽ mở ra hai ốc, chúng ta sẽ mở ra. Chúng ta lấy ra. Rồi tiếp đến các anh chị lột hai cái mép dán từ này, chúng ta lột ra. Đây là hai miếng mép dán từ, mình sử dụng cái băng keo gân, mình không có cái miếng miếng mép thì kia thì mình sử dụng băng keo gân mình chế lại. Rồi mình bỏ này đi. Tiếp đến các anh chị sẽ mở hai con ốc này ra, hai con nhông này ra, chúng ta giữ. Chúng ta giữ một tay, giữ nè, một tay chúng ta ốc nha, chúng ta dẫn ốc. Các anh chị nên nhớ khi mà chúng ta mở nè, đây con nhông này với con nhông bên này nó chỉ có hai con nhông thôi, vậy là các anh chị khi mà mở ra các anh chị chú ý nha, bên này nó chỉ có hai con nhông này thôi nha. Đây có hai con nhông này, một con nhông này nó có cái cùi nè ha. Bây giờ chúng ta sẽ để riêng ra, chúng ta sẽ để riêng ra một bên nếu các anh chị không nhớ. Và chừng là các anh chị nên nhớ nè, cái đầu này nó có cân ốc, con ốc nó dặn để nó giữ cái nhông á ha. Còn cái đầu này thì nó không có khoe gì hết nha, nó không có khoe gì hết nè. Thì đây nó có đầu khuyết để nó đưa cái con nhông kia vô, các anh chị nhớ để chập nửa sau này chúng ta khi mà ráp vào, các anh chị khỏi ráp lộn đầu, chúng ta mất công tháo ra tháo vô lần thứ hai. Tiếp đến các anh chị sẽ mở tiếp con bên đây, hồi nãy từ chúng ta còn nè, nhưng chập nửa chúng ta sẽ bỏ ra sau ha, còn từ không còn luôn đó. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ mở con ốc này, mở nhông này, thì nhông này là nhông bám máy để nó quay nè, thì chúng ta sẽ mở ra. Ta mở. Rồi tiếp đến chúng ta lấy con nhông này ra, con nhông trục từ này, chúng ta này này nhẹ nhẹ là nó bung ra. Đây đây nè, nhông này nó cũng có cái khuyết này nữa nha, cái khuyết này nó có theo ấy nè. Rồi chúng ta bỏ ra một bên. Tiếp đến các anh chị nạy cái khoen nhỏ này ra, ở đây nó có cái khoen nhỏ nha, đây nè. Các anh chị thấy cái khoen nhỏ không? Khoen này là nó nhỏ lắm, các anh chị cẩn thận. Chứ lại cái trục này nó là bằng nhựa, nên các anh chị làm cẩn thận, trong thôi nó gãy cái này. Như hầu như cái trục này là mình thấy trên mạng là hết như 600 ngàn. Thì các anh chị nạy nhẹ nha, nạy nhẹ là cái khoen này cũng dễ dễ này đó, dễ nhẹ đó. Rồi chúng ta bỏ vào một bên, khoen nhỏ lắm. Nên, rồi chúng ta sẽ rút cái này ra. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ rút cái nhông này ra nè. Đây nè, nhông này, rút cái nhông này ra. Tiếp đến chúng ta nha, rút cái nhông chữ D này ra. Cái nhông này của mình bị hư, đang đặt chỗ đồ cho anh Hiếu để mình đi thay. Thì ở đó là chỗ này nó sẽ xoay ha. Đây nè. Đây, cái nhông chữ D này nó bị tuột. Tức là khi mà cái trục từ nó cứng quá, nó chạy nó nghiến thì nó bị tuột nè. Nó bị bể chỗ này ra nè. Nếu mà các anh chị mà không có cái nhông này thì các anh chị cũng có thể là chèn nêm thêm gì vô thì nó vẫn chạy được một thời gian nha. Rồi, chúng ta bỏ qua một bên. Rồi tiếp đến, bây giờ ở trong đây nó có mấy cái khoe, một cái khoe, hai cái khoe, các anh chị thấy khoe nào thì các anh chị gỡ ra hết. Ở đây đứng lại bên đây nó có cái khoe nữa mà lúc trước mình ấy mình không gắn vô, chúng ta sẽ nạy cái khoe ra ha. Đây cái khoe của nó nè, nạy ra.
Rồi tiếp đến các anh chị mở phần ốc này, đây nè, ốc này nó có miếng sắt nè, ha. Hàng ốc này chúng ta lấy cái miếng sắt này ra, đây nè, chúng ta lấy cái miếng này nè, cái miếng sắt này ra, ha. Rồi sau đó các anh chị là dùng cái cây nhẹ, các anh chị gỡ miếng ở trong này nó có cái miếng nhựa nè, đây, thấy không? Khi chúng ta tách ra thì nó sẽ có hai phần này, cái miếng nhựa này nó ẹp đây, thì chúng ta rút ra luôn, đây nè, đó, đúng không? Rồi, các anh chị thấy chưa? Giờ nó hở ra, rút ra, rút ra, ha, đó nó kẹp vào đây nè, các anh chị. Rồi tiếp đến phần bên đây. Tiếp đến phần đây các anh chị sẽ mở hai cái ốc chỗ này. Ốc này để nó bấu cái bật đèn chỗ này nè. Bật đèn của trục từ. Bây giờ chúng ta sẽ mở hai cái ốc này ra ha. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái miếng sắt này ra nè, đơn giản đúng không? Ở đây nó có cái bạc đạn, chúng ta lấy cái bạc đạn ra luôn nè. Đây là cái bạc đạn cốt từ nè, ha, đây là cái bạc đạn cốt từ. Rồi ở đây từ chập nữa nó còn ấy nè. Tiếp đến phía đây, ở đây nó có hàng ốc, ở đây nó có hàng ốc, phía đây nó có hàng ốc để nó giữ cái phần sắt này ở trên đây, thì chúng ta sẽ mở hàng ốc này ra. Tuy nhiên hàng ốc này nó cũng nhiều lúc nó hơi khó mở đối với mà các anh chị mà cái tô vít mà nó có lỗ hít á, thì nó vừa mở nó vừa hít ra ha. Nó mở thì nó vừa mở nó vừa hít cái này ra, không thôi là khi cái đầu cái tô vít của mình nó bị hết cái chức năng hít rồi, hết cái 500 mà. Thì bây giờ mình sẽ mở nhẹ nhẹ ra, xong rồi đó mình kiếm cách mình nảy ra. Còn đối với các anh chị mà có đầu vít ấy á, thì các anh chị mở ra nó dễ lắm. Đây, bên đây hai con nữa chúng ta sẽ mở ra. Thế nè, đó chúng ta sẽ mở lấy cái ốc này ra nè, đó. Đây con ốc này nè, các anh chị thấy nè, nó có một cái đầu dạng đây ha, nó có thêm một cái chừa khúc khoảng trống nè, đây là con ốc của nó nha. Thì nó có bốn ốc giống nhau, còn hai dưới đây nó còn hai ốc nó tương tự như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ rút cái này lên nè, mình vừa rút ra mình vừa đẩy này ra. Đây đó, bây giờ là mình đã lấy được cái miếng sắt này nè, miếng ốp trên ấy ra nè nha. Thì bây giờ cho đây là nó có bụi gì đó thì chúng ta sẽ lau hết đi. Các anh chị làm tới đâu các anh chị lau sạch sẽ tới đó, thì chúng ta bỏ qua một bên thì cho nó sẽ gọn, sau này mình nó sẽ không tìm nhem ha. Rồi chúng ta lau xong bây giờ chúng ta bỏ qua một bên, ta lấy hàng ốc này ra. Rồi tiếp đến là các anh chị sẽ rút cái trục xoắn này ra ha, sẽ rút cái trục xoắn này. Tuy nhiên ở đây bên đây nó còn một cái khoe nữa, mà mình cái này mình cũng không cần phải mở cái khoe ra, thì các anh chị chỉ cần các anh chị đẩy qua thì trong đây nó có đẩy quẩy, đẩy xong chúng ta rút ra nè, đẩy bên đây chúng ta rút ra, thì đây nó có cái phốt bên đây nè, thì để cho nó giữ đây luôn, mình khỏi mở nè, mất công thêm cái thao tác ha, để qua bên. Rồi sau đó
mình sẽ sử dụng cái anh cái tua bít á, mình nảy cái phốt bên thứ hai ra. Đây nè, nảy phốt bên thứ hai ra, mình lấy cái phốt bên thứ hai ra. Đây, bỏ qua một bên. Tiếp đến là ở trong đây nó sẽ có cái khắc cái khe để nó đưa cái ốp này vô nè, thì chúng ta rút ra. Đây, bây giờ chúng ta lấy được cái này nè ha. Bây giờ chúng ta lấy được cái này. Khi nào tự nó còn đóng như đây thì chúng ta gõ nó xuống, rồi chúng ta cũng lau sạch, chúng ta để qua một bên cho nó sạch sẽ. Đối với mà các anh chị mà thay từ mới thì các anh chị nên xịt hết sạch sẽ nè. Thứ nhất là này nó bám những cái mực này nó còn bám này đúng không? Rồi các anh chị cứ sau khi ấy xong các anh chị cứ lấy cây các anh chị xịt rồi chúng chị sẽ khư ra hết. Tại vì khi mà đối với mực mới á, thì nó rất là thì mực mới mà nếu mà các anh chị không cái này xử lý không có tốt á, thì nó sẽ tìm những cái cục này nè, nó cũng sẽ đưa ra cái hiện tượng là nó bị nang hoa khi mà chụp trên cái bản chụp. Rồi tiếp đến bây giờ ha, bây giờ chúng ta sẽ mở bốn ốc này, 1 2 3 con ốc. À, đây chúng ta bây giờ chúng ta còn ba con ốc, bây giờ chúng ta sẽ mở ba con ốc ra. Đây thì con ốc này cũng giống con ốc kia đúng không, nhưng mà con ốc này nó bự hơn nè, nó bự hơn nha các anh chị để ý. Rồi sau đó các anh chị rút cái này ra thôi. Đây các anh chị rút ra, các anh chị rút ra thì dưới đây nó có cái sợi dây điện nè, đây nó có sợi dây điện nè, các anh chị để sợi dây điện này luồn qua cái khe này, chúng ta đẩy ra. Rồi bây giờ cái cụm này chúng ta coi thử từ nè, nó còn dính ở trong mấy cái khe nè. Đây cái trục nè. Rồi giờ chúng ta phốt trục ra. Trục nè ha. Đây là cái trục. Đây nó có hai cái trục. Thì đây nó có cái phốt từ. Đây nó có gọi là hai cái phốt từ ha. Thì đây là cái má. Cái này mình cho là cái má phải ha. Thì khi đó mình sẽ bỏ cho nó qua, các anh chị nhớ nha. Thì nó qua thì cái má mà phía bên nó có hai cái con nhông á, thì nó có thêm cái miếng này nè, nó có thêm miếng này, tại đây nó có hai con nhông thôi, cái này cái phốt. Còn nếu các anh chị muốn thay phốt thì các anh chị sẽ sau này các anh chị sẽ mua phốt mới về, các anh chị đẩy ra thôi nè, đẩy ra là nó ra cái phốt nè, đẩy ra cái phốt. Thì bây giờ các anh chị muốn thay thì các anh chị mua cái phốt mới về rồi các anh chị bỏ vào các anh chị thay. Thì ở đây nó có cái khắc, ở đây nó có cái khắc nè, ở đây cái phốt này nó có cái cũng có cái khắc khuyết, thì sẽ bỏ vào chúng ta ấn vào thôi. Đây bỏ ấn vào, bỏ ấn vào nhưng mà phải cho nó khớp nè, nó vừa xuống hết nè, nó mới vừa xít. Đây tại hai cái phốt này của mình không tốt nên mình không có bỏ ra mình thay nha. Rồi bỏ qua. Rồi tiếp đến các anh chị rút cái trục từ ra. Đây là cái trục từ ha. Thì bây giờ cái phần còn lại ở trên cái trục từ, phần từ á, thì chúng ta dùng cái tay chúng ta vuốt, vuốt nó xuống. Nó từ nói vậy chứ trong đây nó có một cái trục ấy nè. Rồi. Rồi, bây giờ như vậy. Chúng ta dùng cái khăn, chúng ta lau cái trục từ cho nó sạch sẽ nè. Đây. Đây là gọi là cái trục từ. Thì ở trong đây nó có từ, ở đây nó cũng có cái bạc đạn nè, đây nó có đạo bạc đạn. Thì được cái cây này quay, thật ra cái cây này ở phía trong từ nó sẽ quay nè, từ nó sẽ quay. Thì cái lớp vỏ ngoài nó không có quay nhưng mà cái từ nó sẽ chạy, nó cứ chạy theo cái trục từ phía trong á. Này nè, các anh chị thấy nè, từ phải không, thấy không, thấy nó xoay theo cái trục từ không.
hay chưa? Thì khi đó là cái nó sẽ hút đều hết, thì mật thì từ nó sẽ ra đều ha. Rồi bây giờ chúng ta sạch sẽ, chúng ta để qua một bên này. Bây giờ tiếp tiếp đến phần còn lại, bây giờ chúng ta sẽ rây những cái phần này còn dư này. Chúng ta mở cái bịch từ nãy ra, còn phần này chúng ta dư lại ha, tuy ít thôi nhưng mà từ nó từ này nó hiếm, nó quý, từ nó mắc nên là chúng ta sẽ tận dụng, chúng ta tránh đổ rơi rớt từ nha. Đây rồi chúng ta sẽ đổ ra đi, rồi chúng ta sẽ ra, rồi phần trục chúng ta bỏ đi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta đóng lại đi, chúng ta để qua một bên. Rồi bây giờ phần này chúng ta lấy ra thôi. À chúng ta đây còn ba con ốc, bây giờ chúng ta sẽ mở ba con ốc này ra. Nếu mà trong quá trình mở các anh chị nếu mà những cái phốt này ha, tức là từ của các anh chị nó không, cái hộp từ là dán còn tốt, tức là đây là mấy cái mép phía bên này nè, các anh chị thấy nó có một miếng xốp không, thì các anh chị sẽ khi mà nếu mà nó bay hết cái này á, cái này nó mục hết á, thì các anh chị sử dụng xốp với lại băng keo hai mặt chúng ta sẽ dán. Thì đây dán nó tầm khoảng đây, các anh chị nhìn các anh chị cũng có thể hình dung ha. Thì khi mà chúng ta đưa vào á, chúng ta đưa vào á, thì cái phần này nè nó sẽ ép lên cái phần xốp này ha, nó ép lên phần xốp, nó sẽ kín, nó không cho từ rơi ra ngoài đó. Thì cái hộp, nếu mà trong cái quá trình mà hộp từ nó bị bụng cái này nè, thì nó từ nó sẽ rơi, từ rất là mịn cho nó sẽ rơi ra. Thì đây cách dán ha, các anh chị dán, các anh chị coi nha, đây mình cái hộp từ này còn tốt, mình không có tháo ra mình dán đâu. Thứ nhất đây nè, chúng ta sẽ dán từ cái mép trên đây nè, đây nè cái mép này nè ha, chúng ta dán dọc đây tới đây, tới đây là dừng ha, tới phần này. Thì bên này nó cũng vậy thôi, ở bên đây nó cũng vậy, nó cũng có mép này. Còn nếu mà các anh chị thấy bên đây cái phốt từ nó còn tốt ha, miếng dán từ còn tốt, thì chúng ta cũng không nên mở này ra làm chi ha. Chúng ta không nên mở này ra làm chi. Bây giờ mình sẽ không mở nha, mình gắn ốc này lại và chúng ta sẽ đi xịt bụi, chúng ta sẽ đi xịt bụi nha. Rồi bây giờ cái này mình sẽ đi xịt bụi hết tất cả cái bộ phận này, chỗ nào có bụi chúng ta kia xịt hết cho nó bay bụi, bay cái dụng cụ bám. Thì mình sử dụng cái máy thổi bụi, cái máy thổi bụi này thì mua 500.000 thôi, những cái đợt trước mình có ấy rồi. Thì bây giờ mình lấy cho các bạn coi cái máy của mình luôn. Đây cái máy thổi bụi nè, cái máy này mua 500.000 thôi, các bạn thổi rất là tốt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra chúng ta thổi bụi nha. Rồi đây, sau khi mình thổi bụi hết là bây giờ các anh chị sẽ hình dung rõ hơn là cái xốp để mình dán mép từ, đúng không? Đây nè, đây là cái mép đúng không? Tức là các anh chị sẽ dán từ phần này một lần nữa nha, các anh chị sẽ dán một dải dài, không có cắt, không có cái nối nha. Chúng ta sẽ dán dài như thế này, chúng ta đi xuống đây, chúng ta dán qua đây. À, cái này các bạn chị nhìn mình cảm mình theo mình thì các anh chị nhìn, các anh chị cũng đã hình dung được cách dán rồi đúng không? Dán vậy thôi, đó. Mục đích là đây khi mình áp cái má xuống là nó khỏi bị rớt. Rồi sau đó khi mà các anh chị kiểm tra là mấy cái phốt từ nè, ở đây nó có hai phốt từ, đây theo cái hai phốt từ, thì chúng ta kiểm tra cái phốt từ, chúng ta đưa cái tay vào chúng ta xoay nè, nó có nhẹ hay không, nếu mà nặng thay chúng ta thay đi, chứ cái hộp từ nó nặng thì cái máy nó chạy nó rất là nặng, và nó sau này nó sẽ dễ bị, khi mà chạy vô càng nóng nó dễ bị đứng hộp từ lắm. Rồi sau khi ấy ra xong hết ha, bây giờ mình sẽ bỏ ráp lại nè, tất cả anh chị đi ha. Cái này hồi nãy mình nói là cái má phải, còn này là má trái. Má trái thì mình không có cần tháo ra cũng được, tại vì cho tới phần này, chứ trừ trường hợp khi mà mình cái mép từ này nó xốp này nó bị mục hết rồi, nó không còn nữa, thì mình sẽ tháo ra mình dán. Còn nếu không các anh chị chỉ mở tới đây thôi, còn một phần này các anh chị để lại, mất công chỉ thêm cái thao tác mình mở thêm phần nữa ha. Rồi bây giờ mình sẽ để đây, mình để theo đúng chiều đó các bạn, dễ ráp vô nè. Thứ nhất là bên má phải thì nó sẽ có hai cái trục, nó có một cái khuyết và một cái lỗ dặn. Đây cái trục phía này gọi là cái trục ha,
Thì đây nó có một cái lỗ để dặn đưa cái con nhông kia vô, và đây là nó có một cái khuyết thôi, à, cái khuyết khoe. Thì đây mình sẽ đưa cái này, mình sẽ để nó như vậy. Các anh chị để trước, bây giờ các anh chị quan sát. Thì phía bên đây nó có bốn nhông, à, nó có bốn. Ở phía này nó có bốn. Phía bốn thì nó không có cái lỗ này, thì do đó cái lỗ này sẽ nằm ở phải. Do đó khi chúng ta đưa vào, rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa trước một cái vào. Thì chúng ta đưa trước, à, chúng ta đẩy vô, chúng ta giữ cái phốt nha. Chiều lúc các anh chị đẩy vô, chúng ta khi mà đẩy cái phốt nó bung ra, thì các anh chị sẽ giữ, chị đẩy vô. Với cái đầu này nè, các anh chị coi thử nó có bị đóng cái cục gì không. Nếu không ấy, các anh chị dùng giấy dán mỏng á, anh chị chà, anh chị chà cho nó nhuyễn đi. Ta đưa vào đây ha, tức là cái khoe này nè là nó gần bằng cái này. Giờ mình dùng cái búa hay gì chúng ta gõ gõ cho nó vừa vừa tới khoe này ha, vừa tới khoe này, vừa tới khoe này nè. Các anh chị lấy khoe, các anh chị bấm vào, các anh chị lấy khoe, các anh chị giữ giữ lại, cố định nó lại. Ta giữ cái khoe lại. Ở bên đây nó cũng có một cái khoe nữa, chúng ta giữ cái khoe lại luôn. Rồi. Đây, hai khoe bỏ vô ha, bỏ vô hai khoe rồi. Rồi, tiếp đến. Chúng ta sẽ đưa cái má phải vào. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái má phải vào, đúng không? Đó, ở đây nó có hai phốt nè. Nó có hàng phốt, chúng ta đưa vào. Đây. Các anh chị để vậy, à, các anh chị đưa vào. Đây nè, thì cái đầu này nè là nó đỡ cái trục từ, đúng không? Nó sẽ đưa ra theo cái mép bên này. Rồi, chúng ta đưa vào. Còn nếu không ấy thì các anh chị bỏ hai cái phốt này ra, đẩy hai cái phốt này ra, sau đó chúng ta đưa vào sau nó cũng được. Làm sao mà các anh chị đưa vào cho nó dễ thôi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ hình dung như thế này. Chúng ta sẽ đưa đó, chúng ta sẽ đưa vào. Thì các anh chị sẽ thấy nè, cái mép nè, ở đây nó có cái lỗ nè, à, nó đưa cái cây này vô nè, cái cây này nè, nó có cái lỗ nó đưa này vô nè, đó, như này, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dặn bán ốc này vô. Thì nãy đây nó có một ốc bự nè, chúng ta sẽ dặn vào đây, chúng ta sẽ đưa vào đây nè, chúng ta sẽ dặn. Còn hai con lại chúng ta dặn vào luôn.
Rồi dặn lại, dặn cho nó cứng ha. Rồi đó, khi đưa cái má này vô, tức là nó ép xuống đây, ép đây thì trên đây nó sẽ nằm ở trên cái một cái mép mép xốp á, nó sẽ kín, nó không cho từ. Rồi chúng ta sẽ luồn cái dây điện này qua luôn để chúng ta lỡ quên. Đấy, đó chúng ta luồn qua, tức là cái mấu chốt này nó sẽ cắt vô cái khắc này ha. Rồi bây giờ mình sẽ đưa hai cái phốt từ, mình sẽ đưa vào trong đây. Đối với phốt từ mới á, thì chúng ta đưa vào nó nhẹ lắm, nhưng mà cái phốt từ nó mà chúng ta nó đã cũ, tuy nhiên nó ấy thì nó mình đưa vào nó cũng dễ thôi, nhưng mà mình ha. Rồi. Chúng ta đưa vào. Một tay các anh chị giữ cái đầu bên đây. Một tay chúng ta đưa cái phốt này vào. Đó. Rồi. Đó. Chúng ta sẽ đưa phốt, nhưng mà chúng ta phải đưa sát nha. Các anh chị phải đưa sát, còn cái chi thì có thể là sử dụng cái búa hay gì các anh chị gõ cho nó xuống. Nó sẽ đưa sát vào. Cái phốt này nó sẽ đưa sát. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ bỏ cái phốt thứ hai vào luôn. Cái thao tác thì tay mình vẫn giữ bên kia nha, mình đưa cái phốt này vào. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái búa, chúng ta gõ nhẹ cho nó đều. Rồi khi chúng ta gõ vào thì các chị coi nè, coi thử bên đây là nó có ra hay không nha. Nhiều lúc chúng ta sẽ gõ thì bên đây nó có cái tướng lẽ nó có một cái khuyên nữa, cái khuyên có thể bỏ vào cũng được mà không bỏ vào cũng được. Mình thấy nó cũng không, lúc trước mình không có bỏ vào nó cũng bình thường đó. Nếu các anh chị có khuyên nữa thì các anh chị bỏ khuyên vào. Rồi chúng ta xoay nè. Rồi tiếp đến là các anh chị sẽ bỏ cái trục từ vào đây. Cái trục từ, cái trục từ thì cái phần đây nó có một cái đầu lớn, một cái đầu nhỏ, thì cái đầu mà cái trục nhỏ thì nó nằm ở phía hai con nhông này, phía hai nhông này. Bây giờ ta sẽ bỏ vào phía đây ha. Chết, mình nhầm chỗ này. Tức là khi mà các bạn đưa vào, đưa cái má trái vào thì các anh chị sẽ đưa luôn cái trục từ này vào nha. Cái đưa chị đưa cái trục từ này vào. Mình hồi nãy mình nhầm. Cho đó các anh chị tháo ra. Tháo cái má trái này ra chút. Nên do đó là trong quá trình mở thì các anh chị phải chú ý từng công đoạn như thế nào. Nhất là cái quan trọng là cái ngay chỗ mấy cái đầu này nè. Đó, nếu mà các anh chị không chú ý là chập nửa, các anh chị biết sao nó, mình sẽ mở ra mở vô, mình đảo đầu lại nó rất là cực. Do đó bây giờ chúng ta sẽ mở này lại nè. Ta lắp ra chút là chúng ta đã mở, đã bỏ vô được rồi. Rồi ha. Thì khi nhắc lại cho các anh chị nhớ nè, khi các anh chị bỏ cái mép cái má này vào thì các anh chị đúc bỏ luôn cái trục từ vào, chúng ta lên trên và sau đó chúng ta sẽ bỏ vào luôn ha. Giờ sau đó bây giờ chúng ta dàn ốc lại thôi.
Rồi, chúng ta nhận cứng ha. Khi bỏ mép này vào, khi bỏ cái má bên phải vào thì các anh chị bỏ luôn cái trục từ vào, chứ không tôi đập nó cắn răng ram được. Rồi. Bây giờ khi mà bỏ vào rồi thì chúng ta ở đây hồi nãy chúng ta tháo ra nó có một cái miếng nhựa hẹn ở đây nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ này vào luôn. Thì ở đây nó có cái phần khuyết đúng không? Đây các anh chị thấy có phần khuyết. Thì trên cái trục từ này nó sẽ có một cái phần khuyết. Thì các anh chị sẽ đưa vào nè, trong đây nó có một cái khoe. Nó sẽ tương ứng với lại cái khoe này, các anh chị thấy chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào như thế này. Cái này nó từ phần này thì chúng ta sẽ đưa vào. À, bây giờ chúng ta sẽ đưa vào ngay chỗ cái khuyết chữ D. Chúng ta sẽ bỏ vào cái khuyết chữ D trong cái trục ấy nè. Rồi, sau đó các anh chị sẽ đưa cái phần này lên. Ha, đưa phần này lên, các anh chị đẩy vào nè, đẩy vào trong cái khe nè, các anh chị đưa lên ha. Đẩy vào trong cái khe này. Đó, thế bây giờ cái này nó khít rồi. Rồi, sau đó chúng ta ha. Cái khe này. Đó, chúng ta đưa sát vào. Chúng ta nhìn phải sát vào. Rồi, sau đó chúng ta sẽ lấy một cái miếng sắt. Đây là cái miếng sắt của nó, đây nó trong này nó có cái miếng cái sắt này. Chúng ta sẽ đưa vào. Này. Đó. Mọi người thấy chưa? Đó, chúng ta đưa vào rồi, bây giờ chúng ta sẽ dặn hàng ốc vào luôn. Rồi, dẫn đây rồi. Tiếp theo đó, các bạn sẽ bỏ cái phần này vào. Cái phần này vào. Cái phần này các anh chị thấy bên đây nó có hai cái đầu không? Đây nè, hai cái đầu. Ở đây nó có hai cái đầu. Thì nó sẽ tương ứng với lại ở trong đây. Trong phần từ này nó có cái khe nè. Nó có cái khe, bên này nó có hai khe thì các anh chị sẽ chú ý, các anh chị sẽ nhìn. Thì cái chỗ cái khớp đó nó sẽ đưa vô hai cái khe này. Và nó sẽ đưa vô vậy. Ha, anh chị chú ý giùm em chút. Rồi, tiếp đến, chúng ta sẽ bỏ cái cây trục xoắn vào. Cái cây trục xoắn này bên đây nó có một cái phần ấy rồi, ha, một cái phần cái phốt của nó rồi. Chúng ta sẽ đút vào bên đây. Đây, chúng ta đút qua. Đút qua đây. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái phốt này. Chúng ta bỏ qua bên đây. Bên đây nó cũng có cái khắc chữ D nha. Nó cái khắc chữ D nè, chúng ta sẽ đưa vào cho nó nha. Rồi, tạm thời chúng ta để đây. Tạm nữa chúng ta sẽ còn bỏ con nhông vào nữa. Trong đó chúng ta tiếp đến, các anh chị sẽ bỏ, sẽ đưa cái bạc đạn. Đưa cái bạc đạn phốt từ vào. Đưa bạc đạn từ vào. Đưa bạc đạn trục từ. Thì đây, cái bạc đạn trục từ ha. Chúng ta đưa vào đây. Đây nè. Đây nè, chúng ta đưa vào trong cái cốt này nè. Đẩy vô. Đấy. À, chúng ta đẩy vào. Khi mà đẩy vào xong thì bên đây nó có một cái miếng sắt nữa. Đây, miếng sắt này. Chúng ta đưa vào, đây miếng sắt của nó chúng ta đưa vào để chúng ta giữ lại. Rồi, ở đây nó có hai con ốc vít nhỏ nữa, chúng ta dặn luôn. Rồi. Này ha. Tiếp đến, chúng ta sẽ bỏ cái phần ốp sắt này. Ốp sắt này lên đây. Đó. Thì đây nó ốp sắt này nó có cái khắc nè. Đó, các anh chị bỏ vô thôi, các anh chị bỏ vô nó vừa thôi. Đó, để xuống đây nó có đỡ tự động nó ấy. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bỏ hai con ốc này vô. Nhưng mà nãy các anh chị biết sao? Khi mà chúng ta dặn hai ốc này vô thì chúng ta sẽ dặn không dặn được ốc này ra.
Do đó là chúng ta sẽ dặn hang này ốc này trước cũng được. Hai chúng ta sẽ mở ra lại, chúng ta dặn hang ốc này vô. Video này thì nó hơi dài ha, nên các chị là cố gắng các chị xem hết, các chị đừng có tua qua. Nhiều lúc tua qua các anh chị sẽ có những cái phần các anh chị sẽ không có ấy được. Do đó bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào. Rồi. Chúng ta dặn luôn hai con ốc hai bên, bỏ thêm hai ốc hai bên hông này nữa. Tại vì mình để cho nó cân á, rồi sau này mình dặn vô, dặn luôn hai cái cho nó cân. Chứ là lúc các anh chị dặn một đầu, hai đầu này được, đầu này nó bị lợt, dặn không được. Do đó chúng ta sẽ dặn lơi hai bên trước, rồi sau đó chúng ta coi ha. Rồi bây giờ tới phần này, bây giờ chúng ta sẽ bỏ, chúng ta sẽ đưa mấy con nhông vào. Thì đây là hai con nhông má phải, thì đây nó có một nhông nè, nhông má phải với lại một con nhông chữ D lớn đây, thì chúng ta sẽ đưa vào ha. Thì chúng ta đưa vào đây, đưa vào đây, còn ở đây chúng ta sẽ đưa vào, nó có khuyết chữ D nữa. Chúng ta sẽ nhìn trong cái, chúng ta lắc cho nó vô khớp với nhau nè. Ví dụ khớp chúng ta lấy ốc, chúng ta dặn vô con ốc này. Hồi nãy chúng ta dặn ốc này xong rồi chúng ta phải đưa cái nhông sắt này vô luôn nha. Rồi đây, đây là cái má phải này, đây má trái. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ mấy con nhông của má trái vào. Thứ nhất là con trong này, nhông phía chữ D này chúng ta bỏ vào trước. Con này nhông này nó bị hư rồi, đang chờ anh Hiếu nha, nhưng mà mình ráp lại cho các bạn các anh chị hình dung. Ở đây này, nhông chữ D này nó sẽ nằm ở đây à. Tiếp đến là con nhông thứ hai, đây là con nhông nhỏ này, đưa cái đầu này, nó có hai cái đầu này, cứ đưa cái đầu này ra ngoài. Rồi tiếp đến là con nhông của trục xoắn ở trên, rồi sau đó mình lấy cái khoe, nhỏ hồi nãy đó, cái khoe này nó nhỏ lắm, đây cái khoe nhỏ nha, chúng ta gắn vào. Các anh chị làm cẩn thận, tại vì cái khoe này rất là nhỏ, nó rớt là dễ mất nè. Thứ hai là cái chỗ cái trục này nó là trục nhựa, chứ là lại nên là mình sợ nó, các anh chị bấm nó gãy. Đó là các anh chị làm hết sức nhẹ nhàng. Rồi. Đây.
Tiếp đến là gì? Tiếp đến là con nhông của cái trục trục từ. Thì đây nó cũng có khuyết chữ D nè, thì các anh chị coi cái khuyết chữ D nó nằm sao. Rồi, đưa vào. Đó, khuyết chữ D nè. Tiếp đến là chúng ta nhông bấu. Rồi sau đó chúng ta lấy ốc chúng ta dặn lại. Rồi rồi sau đó bây giờ chúng ta sẽ dặn cái miếng đỡ trục từ lên nè, chúng ta dặn vào. Rồi chúng ta dặn vào. Thước từ chúng ta cũng lau sạch đi. Thước từ chúng ta lau sạch đây, chúng ta để. Rồi chúng ta đưa thước từ vào, chúng ta dùng cái độ dày của cái dao rọc giấy chúng ta làm chuẩn. Chúng ta sẽ dặn. Bên đây cũng vậy. Hai bên chuẩn thì giữa nó chuẩn rồi ha. Ta chỉ dặn vào thôi. Rồi. Khi mà chúng ta đổ từ ha, xong thì chúng ta đưa cái miếng này vào. Chúng ta đưa miếng này vào. Rồi bây giờ như thế này. Bây giờ bà anh làm riêng bộ này nha. Rồi rồi. Chạy chở cái 5 giờ kiếm đấy. Xí đưa đầu giờ đi. Dạ. Chưa mà. Đang làm đồ. Tiếp đến là các anh chị sẽ dán cái mép từ. Dán cái mép từ này. Anh chị dán, nếu không ấy thì nó sẽ bị đổ nè, đây nó bị đổ đúng không? Mép từ này. Thì nếu mà các anh chị có cái miếng sẵn, người ta bán sẵn cái mép tự thì không nói rồi. Còn nếu mà các anh chị chưa có miếng mép sẵn thì chúng ta sẽ dùng tạm cái băng keo răng nè, chúng ta sẽ dán để mình chỉ cho tất cả các bạn cái cách nha. Đây các anh chị xé cái băng keo răng ra thì các anh chị đo nè. Thì nó nằm từ trên đây, từ trên đây nè, các anh chị ước lượng nha, là từ đây nó xuống đây thì nó nằm khoảng khúc rồi. Các anh chị dùng kéo, các anh chị cắt như này. Thì ở phần này các anh chị cắt làm đôi, các anh chị cắt làm đôi nha. Rồi chúng ta giữ nửa này để chúng ta sẽ dán hai bên. Còn đối với phần này các anh chị gần ở chính giữa nè, các anh chị cắt một cái mũi vác. Đây nè. Đây, mũi vác. Mũi vác gì? Thứ nhất,
sau đó các anh chị sẽ đưa vào. Đây nè, đây đúng không? Các anh chị sẽ đưa từ trên đây nè, các anh chị canh cái mép chỗ vác này, chúng ta sẽ lên trên đây chút nè. Đây nè, chúng ta canh cái mép đó, nó vừa nằm ngay chỗ cái miếng sắt luôn. À, rồi sau đó chúng ta sẽ đưa vào, chúng ta sẽ dán lên tạm vậy. Thấy không? Cái mép vác này nó nằm sát đây nè. À, rồi sau đó các anh chị sử dụng cái kéo, chúng ta cắt miếng nhỏ đây và chúng ta sẽ đưa vào phía sau. Phía sau ra nó có con ốc đúng không? Chúng ta sử dụng cái cây, chúng ta chọt cái này qua nè, rồi chúng ta dán vậy là chúng ta khít rồi. Rồi bên đây cũng vậy thôi, bên đây thì chúng ta sẽ cắt ngược lại. Hồi nãy chúng ta thuận chiều, bây giờ chúng ta sẽ cắt ngược lại ha. Chúng ta sẽ đưa vào vậy thì chúng ta cách chị cũng cắt vậy thôi, cũng cắt chanh canh cho nó gần giữa vậy đó. Ha, rồi khi mà các chị đưa vào thì các anh chị cũng đưa từ cái mép này nè ha, chúng ta canh từ cái mép này đây nè, canh từ mép này ha, đây nè, đưa xét vô. À, rồi các anh chị dán lên vậy, chúng mới kéo cắt. Đây, dán xuống, dán này xuống, tức là chỗ này chúng ta sẽ kín nè, ha, chỗ này chúng ta sẽ kín là từ nó sẽ không có đổ được. Đây, xoay nè. Đó, khi mà chúng ta không có miếng giáp miếng dán mép từ thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ làm đỡ, mà mình thấy hồi đó xưa giờ mình chạy, mình để cái này chạy cũng ok, không có vấn đề gì mà trục trặc hết. Rồi, rồi, rồi sau đó là chúng ta từ thì chúng ta ray rồi đúng không, chúng ta bây giờ cân từ coi thử là nó đủ ký chưa, nếu mà nó đủ 1 ký, nếu mà nó yếu quá thì chúng ta phải chăm thêm từ. Rồi sau khi mà làm xong thì các anh chị cân từ lại coi thử cái từ, cái số lượng từ nó có đủ hay không. Nếu mà nó từ mà nó đủ thì nó nằm phải nằm từ khoảng 8 lạng đến 1 ký thì nó mới là an toàn, 7 lạng cũng được nhưng mà nó hơi yếu từ. Do đó là các anh chị làm sao và từ có đảm bảo trong cái số lượng đó để cho cái từ nó vừa đều và cái bản chụp mình nó rất là đẹp nha. Còn khi mà trong quá trình chạy các anh chị thấy mà có những cái hột đen 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 bám trên lên tờ giấy thì các anh chị sờ thử coi thử là nó nhám không, nếu nó nhám là từ thì các anh chị mở ra, các anh chị dán lại hai cái mép này. Rồi đó là cái quá trình mà mở cái hộp từ ra, vệ sinh, thay những cái phốt từ hoặc là thay những cái tụt từ hoặc thay những cái bộ phận trong như đây, thì đó là những cái cách mà chúng ta sẽ mở ra, chúng ta sẽ làm. Thì bây giờ thì mình sẽ dừng video ở đây, tại vì cái từ mình đang đặt cho anh Hiếu, mép từ mình đang đặt anh Hiếu, nói chung là nhông, con nhông, con nhông này nó đang bị hư, đặt cho anh Hiếu, đang chờ anh Hiếu gửi về. Thì mình sẽ làm cái video thay bỏ từ mới và chỉnh lại như thế nào đó thì ở video tiếp theo ha. Còn ở video này thì cái hình thức nó chỉ tới đây thôi, mình ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn cái vệ sinh tháo ra như thế đó. Nếu mà các chị cảm thấy mà video này nó thật sự hữu ích thì đừng quên, khi đến khúc này thì các chị hãy bấm cho mình một like nha, coi như là đây là ủng hộ tinh thần cho mình làm để mình có những cái động lực để mình ra nhiều cái video cho tất cả các bạn. Nếu các bạn xem mà các bạn bấm không có bấm like thì mình bấm like hoặc bấm like. Nếu mà các anh chị bấm like nhiều thì mình thấy ở video này thật ra sự mình làm nó có hữu ích cho tất cả các bạn thì cũng rất là vui, và mình sẽ có thêm cái suy nghĩ, cái động lực để mình ra thêm những cái video mới cho tất cả các bạn. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho tất cả các bạn và các anh chị. Rồi video của mình tạm dừng tại đây ha. Chúc các anh chị thật là nhiều sức khỏe, làm ăn thật là đắt khách và kiếm thật là nhiều tiền, và đặc biệt hơn là khi sau khi video này các anh chị có thể tự mở, vệ sinh, lắp ráp hộp từ của mình và không cần đến thợ. Chúng ta hãy bỏ thợ vào một bên đi, hãy phục vụ công việc cho mình và đừng phụ thuộc vào thợ nữa. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì các anh chị hãy giúp mình đăng ký kênh để kênh này phát triển. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo của cụm từ này. Bye bye.